Tại sao em lại nói chia tay chứ? Hả? Em nghĩ chuyện của mình không đi tới đâu đâu. Càng kéo dài thì sẽ càng đem đau khổ thôi. Dạ Khanh, em có biết không, ngoài chuyện tình cảm vui vơ tỏa học trò, em là người con gái đầu tiên anh yêu. Vậy là mối tình đầu của anh. Anh chưa bao giờ đùa giỡn với tình yêu cả em mà. Khi nói yêu em thì anh đã xác định em là vợ của anh rồi. Nhưng còn gia đình anh, còn ba mẹ anh, mọi người sẽ không chấp nhận mối quan hệ này đâu. Chắc chắn là ba mẹ anh sẽ phản đối. Anh đã nói với em rồi mà, dù cho mọi người phản đối cũng không sao. Em mãi mãi sẽ là vợ của anh. Không, em không bao giờ muốn anh vì em.